Xin chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học địa lý 7 ngày hôm nay. Ở những bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên cũng như đặc điểm dân cư xã hội của khu vực Trung và Nam Mỹ. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về đặc điểm kinh tế của khu vực. Bài 44 và 45, Kinh tế Trung và Nam Mỹ. Trước khi vào bài học mới, chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức của bài học hôm trước nhé. Các em quan sát lên lược đồ đô thị châu Mỹ và giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của khu vực Trung và Nam Mỹ. Khi nhìn lên lược đồ đô thị châu Mỹ, các em sẽ xác định được hai khu vực thưa dân ở Trung và Nam Mỹ, đó là đồng bằng Amazon và phía nam của dãy Andes. Hai khu vực này thưa dân bởi vì thứ nhất là đồng bằng Amazon. Diện tích ở đây chủ yếu là rừng rậm xích đạo, khí hậu nóng ẩm, đất đai màu mỡ, nhưng nó chưa được khai thác hợp lý. Ở phía nam dãy Andes cũng thưa dân bởi vì khí hậu ở đây khô hạn và khắc nghiệt quanh năm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài học mới, bài 44 và 45, Kinh tế Trung và Nam Mỹ. Bài học ngày hôm nay gồm có 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, tìm hiểu về nông nghiệp của Trung và Nam Mỹ. Trong phần này, các em sẽ đi tìm hiểu về các hình thức sở hữu trong nông nghiệp và các ngành nông nghiệp. Nội dung chính thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành công nghiệp. Nội dung chính thứ ba, vấn đề khai thác rừng Amazon. Và nội dung chính thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu về khối thị trường chung Mercosur. Chúng ta đến với nội dung đầu tiên, một nhỏ, nông nghiệp. A. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp. Các em sẽ quan sát lên hình 44.1, 44.2 và 44.3 và nhận xét về quy mô diện tích, hình thức canh tác được thể hiện trong ba bức hình này. Thứ nhất là hình 44.1, trồng lúa mì ở Peru. Về quy mô diện tích thì chúng ta sẽ thấy cái mảnh ruộng này có diện tích rất nhỏ. Và hình thức canh tác thì chúng ta thấy có một người đàn ông đang cầm cái cày và con trâu thì lại kéo cái cày này. Như vậy hình thức canh tác này rất cổ truyền, thô sơ và lạc hậu. Hình 44.2, chăn thả bò ở Argentina. Chúng ta thấy diện tích, quy mô diện tích của cái cánh đồng cỏ này rất là rộng lớn và có 3 người cao bồi đang chăn thả đàn bò. Còn hình 44.3, thu hoạch đậu tương ở Brazil thì chúng ta thấy thu hoạch đậu tương được tiến hành bằng cơ giới trên quy mô lớn. Chúng ta sẽ đếm thấy có 16 cái xe cơ giới đang thu hoạch đậu tương. Và hình này thì chụp từ trên cao xuống cho thấy diện tích trồng đậu tương này rất lớn vì hình ảnh của các xe cơ giới này rất là nhỏ bé. Như vậy, từ kết quả mà chúng ta vừa phân tích kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa, các em sẽ cho cô biết có mấy hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mỹ. Có hai hình thức sở hữu, đó là tiểu điền trang và đại điền trang. Các em lưu ý cho cô, tiểu điền trang, tiểu tức là nhỏ, và đại điền trang, đại tức là lớn. Vậy trong ba hình ảnh này, hình nào sẽ đại diện cho hình thức tiểu điền trang và hình nào sẽ đại diện cho hình thức đại điền trang? Hình 44.1 sẽ là hình thức tiểu điền trang, còn hình 44.2 và 44.3 sẽ là hình thức đại điền trang. Vậy hai hình thức này nó khác nhau như thế nào? Thì các em sẽ dựa vào nội dung của phần A, trang 134 trong sách giáo khoa để so sánh sự khác nhau giữa hai hình thức tiểu điền trang và đại điền trang với các đặc điểm như sau. Thứ nhất là quyền sở hữu. Thứ hai, quy mô diện tích. Thứ ba, hình thức canh tác. Thứ tư, sản phẩm chủ yếu. Và thứ năm, mục đích sản xuất. Các em đã hoàn thiện xong phần so sánh của mình chưa? Sau đây sẽ là bảng chuẩn xác của cô. Thứ nhất là quyền sở hữu của đại điền trang sẽ nằm trong tay các đại điền chủ và các công ty tư bản nước ngoài. Các đại điền chủ chỉ chiếm 5% dân số nhưng mà chiếm tới 60% diện tích đất đai và đồng cỏ. Còn quyền sở hữu của tiểu điền trang là các hộ nông dân.
Các hộ nông dân thì chiếm phần lớn dân cư. Thứ hai là đến quy mô diện tích của Đại Điền Trang là hàng ngàn hecta, còn quy mô diện tích của Tiểu Điền Trang chỉ có dưới 5 hecta. Về hình thức canh tác của Đại Điền Trang là máy móc hiện đại và cơ giới hóa nhiều khâu sản xuất, trong khi hình thức canh tác của Tiểu Điền Trang là cổ truyền với các dụng cụ thô sơ và lạc hậu. Sản phẩm chủ yếu của Đại Điền Trang là cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, trong khi sản phẩm chủ yếu của Tiểu Điền Trang đó là trồng cây lương thực. Và mục đích sản xuất của Đại Điền Trang là mang đi xuất khẩu, còn mục đích sản xuất của Tiểu Điền Trang là tự cung tự cấp. Qua bảng so sánh, em có nhận xét gì về chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mỹ? Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý và nền nông nghiệp của nhiều nước thì còn lệ thuộc vào nước ngoài. Vậy sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mỹ được thể hiện ở đâu? Đó là các đại điền chủ chỉ chiếm 5% dân số nhưng mà nắm trong tay tới hàng ngàn hecta ruộng đất, trong khi các hộ nông dân chiếm phần lớn dân cư nhưng mà lại nắm trong tay dưới 5 hecta ruộng đất thôi. Vậy để hạn chế sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất thì các nước ở Trung và Nam Mỹ đã làm gì và kết quả đạt được như thế nào? Các nước ở Trung và Nam Mỹ đã thực hiện cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới hoặc mua lại đất của các đại điền chủ hoặc các công ty tư bản nước ngoài để chia cho nông dân. Và kết quả đạt được thì phần lớn các nước đã không thành công do sự chống đối của các đại điền chủ và các công ty tư bản nước ngoài. Mặt khác, khi được chia ruộng đất thì người dân lại mang đi bán lại cho các đại điền chủ hoặc công ty tư bản nước ngoài. Và riêng nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba đã tiến hành cải cách ruộng đất thành công. Đây chính là vị trí của nhà nước Cuba. Với các hình thức sở hữu ruộng đất như trên, thì các ngành nông nghiệp ở Trung và Nam Mỹ có sự phát triển như thế nào? Chúng ta chuyển sang phần B, các ngành nông nghiệp. Ngành đầu tiên đó là ngành trồng trọt. Quan sát lên lược đồ nông nghiệp của Trung và Nam Mỹ, các em hãy cho cô biết Trung và Nam Mỹ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố ở đâu? Thứ nhất là ở eo đất Trung Mỹ, chúng ta sẽ thấy ký hiệu của cà phê và chuối. Như vậy, cây trồng chủ yếu ở đây sẽ là cà phê và nhiều nhất là chuối. Tiếp theo là quần đảo Anti. Cây trồng chủ yếu ở đây là dừa và nhiều nhất là mía. Các quốc gia ở Nam Mỹ thì cây trồng chủ yếu ở đây bao gồm có bông vải, chuối, cacao, mía, cây ăn quả và đặc biệt là cây cà phê được trồng rất nhiều ở Brazil. Vậy ngành trồng trọt ở Trung và Nam Mỹ có tính chất gì và tại sao? Ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mỹ mang tính chất độc canh do lệ thuộc vào nước ngoài. Mỗi quốc gia ở đây chỉ trồng một hoặc một vài loại cây công nghiệp và cây ăn quả để xuất khẩu. Sự mất cân đối giữa cây công nghiệp, cây ăn quả so với cây lương thực dẫn đến tình trạng gì? Tức là người ta chỉ trồng một hoặc một vài loại cây công nghiệp hoặc cây ăn quả để xuất khẩu mà rất ít trồng cây lương thực như là cây lúa mì, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng gì? Nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ phải nhập khẩu lương thực. Một số loại cây công nghiệp và cây ăn quả ở Trung và Nam Mỹ như là cây cà phê, cây bông vải, cây chuối, cây cacao, cây thuốc lá, cây mía, cây nho và cây cam. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về ngành chăn nuôi và đánh cá. Các em sẽ quan sát lên lược đồ và cho cô biết loại gia súc được nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ. Chúng được nuôi chủ yếu ở đâu và tại sao?
Nhìn lên trên lược đồ, chúng ta sẽ thấy loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mỹ đó là bò. Bò thì được nuôi rất nhiều ở Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Vậy tại sao bò được nuôi rất nhiều ở bốn quốc gia này? Bởi vì ở đây có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt. Đây chính là nguồn thức ăn cho các loài gia súc. Tiếp theo đó là cừu và lạc đà, được nuôi nhiều ở vùng núi Trung Andes. Còn ngành đánh cá thì phát triển mạnh ở quốc gia nào? Đó chính là Peru. Ở nước Peru thì có ngành đánh cá biển phát triển với sản lượng bậc nhất thế giới. Vậy tại sao ở Peru phát triển mạnh ngành đánh cá? Bởi vì dòng biển lạnh Peru ở ngoài khơi đã mang đến cho Peru một lượng cá biển dồi dào, đóng góp quan trọng cho nền xuất khẩu của nước này. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung chính thứ nhất, đó là ngành nông nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung chính thứ hai, hai nhỏ, công nghiệp. Các em quan sát lên lược đồ phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mỹ. Kể tên các ngành công nghiệp chính ở đây và nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp chủ yếu ở đây bao gồm có cơ khí chế tạo, lọc dầu, hóa chất, dệt, thực phẩm, vân vân. Về sự phân bố thì các ngành công nghiệp ở đây phân bố không đều và tập trung ở ven biển và ở một số nước. Các nước có công nghiệp phát triển tương đối toàn diện đó là Brazil, Argentina, Chile và Venezuela. Các nước ở eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti phát triển các ngành công nghiệp nào? Các em sẽ đọc bảng chú giải và nhìn lên lược đồ, chúng ta sẽ kể tên được. Các nước ở eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti phát triển ngành sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm. Vậy các nước ở khu vực Andes phát triển các ngành công nghiệp nào? Đó là công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu. Vậy tại sao ở đây lại phát triển luyện kim đen và luyện kim màu? Vì ở đây tập trung rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Hình ảnh về một số ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mỹ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề khai thác rừng Amazon. Vậy các em có biết gì về rừng Amazon không? Rừng mưa Amazon hay rừng nhiệt đới Amazon, gọi tắt là rừng Amazon, là một khu rừng lá rộng ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia. Rừng Amazon chiếm hơn 50% rừng mưa còn lại của trái đất và nó bao gồm một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về loài cây, động vật trên thế giới. Rừng Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới, đó là khu dự trữ sinh quyển của loài người. Chính vì vậy, sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người. Vậy tại sao chúng ta phải đặt ra vấn đề bảo vệ rừng Amazon? Bởi vì rừng Amazon chính là lá phổi xanh của thế giới, là nguồn dự trữ sinh vật quý giá, nguồn dự trữ nước, điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. Và rừng Amazon có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải đường sông. Mặt tích cực của việc khai thác rừng Amazon đó là việc khai thác rừng Amazon để lấy gỗ và lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên Amazon để đến các vùng mỏ và các đô thị mới đã góp phần phát triển kinh tế và đời sống ở vùng đồng bằng Amazon. Còn về mặt tiêu cực, thì
thì việc khai thác rừng Amazon vào mục đích kinh tế đã tác động rất xấu tới môi trường của khu vực và thế giới. Một số tác động của con người đến rừng Amazon như là chặt phá rừng để lấy đất canh tác, để lấy gỗ, rồi để xây dựng các tuyến đường xuyên Amazon, từ đó mà làm cho khí hậu toàn cầu bị biến đổi, rồi cháy rừng. Nội dung chính thứ tư, bốn nhỏ, khối thị trường chung Mercosur. Về năm thành lập, thì được thành lập vào năm 1991, gồm có các nước thành viên Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Mục tiêu của khối đó là tháo dỡ hàng rào thuế quan, tăng cường trao đổi thương mại và thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kỳ. Kết quả đạt được là đã gia tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối. Và những năm qua thì khối Mercosur đã kết nạp thêm hai thành viên mới, đó là Chile và Bolivia. Trên đây là toàn bộ nội dung ghi bài của bài 44 và 45 Kinh tế Trung và Nam Mỹ. Các em sẽ hoàn thiện vào trong tập của mình. Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ học bài và hoàn thiện hai câu hỏi này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các em.